Đã nhiều năm nay, mỗi tháng một lần, chị em ở tất cả chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đều dành một buổi để ra quân chỉnh trang nông thôn, trồng, chăm sóc đường hoa, cây cảnh. Hoạt động này được chị em hội viên hưởng ứng tích cực. Mỗi người mỗi việc, người thì nhổ cỏ, phun gốc, chị thì tưới nước, bón phân cho hoa. Ai cũng xem đây như công việc của chính gia đình mình. Nhờ đó, mọi tuyến đường trong các thôn xóm đều có hoa khoe sắc quanh năm. Mặc dù cái thời gian này rất là bận rộn, chị em rất là nhiều việc, nào là trồng sắn này, rồi là đi dằm rất là nhiều công việc. Nhưng mà được phát động thì chị em cũng là nhiệt tình hưởng ứng. Và hôm nay đây thì chị em đi là khá là đông đủ để mà hoàn thành cái phần việc của mình, để làm cho cái đường hoa của chúng tôi là ngày càng tươi đẹp hơn. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch cho Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động được gắn với 8 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cam Chính đã tích cực thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp. Trong đó đã thành lập các tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải ở các thôn, xây dựng đoàn đường phụ nữ tự quản, mô hình phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phụ nữ với pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Đặc biệt, để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, hội đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, có nhiều chính sách vay vốn hỗ trợ cây con giống, khoa học kỹ thuật để giúp chị em khởi nghiệp. Trong 5 năm đã có 7 mô hình khởi nghiệp, 25 mô hình phụ nữ làm kinh tế được hỗ trợ, nhiều mô hình phát huy hiệu quả cho thu nhập bình quân 100 đến 200 triệu đồng trên năm. Hơn 1.100 hộ thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Chăn nuôi thì có gà, lợn, rồi bò. Gà thì một năm là xuất khoảng 3.000 con. Con lợn thì được bán lại đã một năm thì xuất khoảng cơ nào 60 đến 70 lợn thịt. Con cầu su về bên trong trọt thì có cầu su với rừng, một năm thu nhập cũng được 200 đến 300 triệu. Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã Cam Chính tiếp tục gắn cái cuộc vận động 503 sạch với các tiêu chí xây dựng nâng cao chất lượng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Cam Chính xác định sẽ tập trung một số nội dung sau. Thứ nhất đó là xây dựng các cái đoàn đường hoa kiểu mẫu. Thứ hai là nâng cao chất lượng các cái tổ thu gom rác thải để tiếp tục tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình về phân loại rác thải tại hộ gia đình. Thứ ba đó là xây dựng phát triển các cái mô hình kinh tế phù hợp cây con, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình của hội viên và làm cho góp phần nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa xã Cam Chính trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Cam Lộ. Bộ mặt nông thôn luôn sáng xanh đẹp, cuộc sống của người dân ở vùng chiến khu xưa đã sáng lên một màu tươi mới.